Kuka đưa Gin Tuấn Kiệt về quê ăn Tết trong năm đầu tiên kết hôn, loạt khoảnh khắc đời thường của rể miền Tây gây sốt. Loạt ảnh được Kuka và Gin Tuấn Kiệt chia sẻ đang thu hút nhiều sự chú ý. Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Kuka đã đăng tải loạt ảnh bên Gin Tuấn Kiệt và thu hút nhiều sự chú ý. Có thể thấy, cả hai đã gây sốt với khoảnh khắc tình cảm hết nấc khi về quê của đàn gái ăn Tết. Đáng chú ý, khi trở thành rể miền Tây, Gin Tuấn Kiệt cũng nhanh chóng hòa nhập. Trong loạt khoảnh khắc đời thường, anh chàng vẫn gây sốt vì ngoại hình vô cùng điển trai và bảnh bao hết nấc. Loạt ảnh này của Kuka và Gin Tuấn Kiệt đang thu hút nhiều sự chú ý. Sau khi về chung một nhà, cả hai khiến khán giả mê mẩn vì những khoảnh khắc đời thường đầy giản dị và dễ thương. Hiện tại, cả hai rất hạnh phúc bên nhau. Sau khi công khai chuyện tình cảm và chính thức về chung một nhà sau đám cưới hoành tráng, Kuka và Gin Tuấn Kiệt trở thành một trong những cặp đôi gây bão mạng xã hội tại thời điểm lúc này. Không những thế, nhất cử nhất động của cả hai cũng được đông đảo khán giả quan tâm. Thời gian qua, cặp đôi cũng chăm tung ra những bộ ảnh cưới gây sốt cõi mạng. Hiện tại, cả hai đang có cuộc sống hôn nhân đáng ngưỡng mộ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.